Thưa quý vị, nhiều chuyên gia dự báo dịch bệnh viêm phổi do coronavirus gây ra có thể bùng phát trong tuần này ở nhiều địa phương của Việt Nam, trong khi ở Trung Cộng số người chết và bệnh nhân căn bệnh này tăng không ngừng từng ngày. Theo như báo chí, nhà nước Cộng sản cho hay thì đã có 14 người dương tính với coronavirus và đang được điều trị, trong khi số người bị nghi ngờ phơi nhiễm là có thể vượt qua con số 100 người. Trong ngày 10 tháng 2, Việt Nam đã tiếp nhận 50 người lao động Việt từ tỉnh Hồ Bắc và họ đã được đưa đến khu vực cách ly gần phi trường Móng Cái. Vừa qua, thì một nhóm phóng viên đưa tin nhiều khu vực cách ly cho người dân Việt Nam trở về từ Trung Cộng chỉ là những căn phòng tồi tàn, thiếu vệ sinh và nước ở một tòa nhà giữa cánh đồng, trong khi có nhiều báo đưa tin Việt Nam đang xây dựng nhiều nhà thương dã chiến để đối phó với dịch bệnh coronavirus vốn xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng. Chưa rõ là khả năng gây hại của coronavirus khi căn bệnh này lên đến đỉnh của nó và Việt Nam sẽ đối phó như thế nào khi mà hệ thống y tế quá lỏng lẻo. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thì có hơn nửa triệu người Hoa lục vào Việt Nam và hàng chục ngàn người trong số đó đến từ Vũ Hán, nơi phát hiện lây nhiễm coronavirus đầu tiên. Có rất nhiều người Trung Cộng còn ở Việt Nam và có thể là nguồn lây nhiễm vô cùng nguy hiểm cho người dân Việt Nam.